miếng cà phê nghe nhạc. Hello mọi người, mình là Truyền Hữu. Và ngày hôm nay Hữu sẽ đập hộp cái loa kiểm âm mà rất là xịn, đến từ nước Đức. Đây là một cái thương hiệu của Adam Audio. Và hôm nay Hữu sẽ cùng anh em mở cái hộp loa của cái dòng T-Series. Ở đây là hôm nay Hữu sẽ đập cái loa đập hộp nha, T5V của dòng T-Series ha. Đây là cái hộp rất là đẹp, mọi người có thể xin xung quanh nè. Rồi bây giờ Hữu và anh Công sẽ tiến hành đập ngay luôn cái hộp này. Chúng ta sẽ xem bên trong và mình test luôn âm thanh mọi người nha. Dữ vậy. Đầu tiên là sẽ có một cái dây nguồn của hãng nha, dây nguồn. Ok. Rồi xích tiếng lại gần đây xíu. Rồi ha, sách hướng dẫn. Welcome. Đây. Cái dòng T-Series này nó sẽ có 3 phiên bản là T5V, T7V và T8V là cái màn loa đó mọi người. T5V thì cái màn loa của nó là đây đây. Wow. Thơm mùi ngủ. Cái loa này mặc dù á nó là do loa màn loa nó là 5 inch thôi nhưng mà cái giá của nó là trên 10 triệu nha các bạn. Đây là loa xịn của Đức, Adam là một cái dòng rất là nổi tiếng. Đây Hữu sẽ để trên đây trước cái đã, rồi chúng ta sẽ nói sơ rồi mình cùng nhau test cái loa này. Đấy. Đó, em có thấy cho mọi người xem sơ sơ về cái ngoại hình của nó. Quá đẹp. Loa Adam quá đẹp. Chuẩn bị sẵn, đây là hai cái chân của loa. Ở đây mình hạ thấp xuống để nó vừa với cái kích thước ở đây. Đó, đây cái chân loa. Đó. Còn cái chân cái mẫu cao thì cả tầm này, cái mẫu cao lên thì cái tầm này cũng đang để cho rồi cái tấm. Và mình sẽ để thẳng ở đây luôn cho các bạn xem. Cái chân loa này thường là bao nhiêu mét là cao nhất anh? Này hơn 1 mét xíu thôi, không cao hơn được nữa. Phải giống hai mét lên 2 mét ở trên trời đó. Đa số mình ngồi là mình sẽ ngồi cái lỗ tai của mình nó sẽ ngang ngang tầm cái loa chép. Và Hữu kết hợp với lại cái sao cạc Copyright là sẽ test nhạc cho các bạn nghe nha. Nếu mọi người muốn âm thanh ok nên sử dụng một cái sao cạc để chúng ta chỉnh đổi tín hiệu và chúng ta chỉnh âm lượng loa như thế này nó tiện lợi. Focusrite 22 dòng bán chạy nhất thị trường. Lo nhỏ nhưng mà chất lượng nha, xịn quá. Còn cái cách thức mà để lo chắc mình cũng giới thiệu trên clip trước anh ha. Rồi ok, clip trước là mình nói rồi. Ví dụ cái vị trí các bạn ngồi đây thì hai cái lo này nó sẽ hướng vào mình. Hai cái chép này nó sẽ hướng vào lỗ tai ha. Rồi khoảng cách là tam giác đều từ hai cái vị trí lo với vị trí người ngồi. Đó các bạn xem. Đây á, là cái lo nó sẽ là đánh công suất ở phía trên lo chép á là 20W và ở dưới á là 50W. Và đây là cái công nghệ mà cái hãng Adam người ta sử dụng á. Cái công nghệ là cái loa chép này nó là cái diêu ạc ha, công nghệ diêu ạc. Và ở dưới là polyrophylene là cái công nghệ mà để sử dụng để là đánh cho cái loa bass mọi người ha. Và bây giờ sẽ tiến hành cắm nguồn. Rồi giúp em. Các bạn sử dụng cái loa này với cái phòng khoảng đâu đó dưới 20m² là đánh được ok. Sử dụng kiểm âm hay là nghe nhạc, chất lượng âm thanh của nước Đức thì chúng ta sẽ cùng nhau kiểm chứng. Và quên nữa, cái giải tần số cao với loa này á nó tới 25kHz lần. Nên là cái âm chép của nó rất là sáng và chúng ta sẽ test thử luôn. Em vào đây anh cho khán giả xem cái phía sau của loa cái đã. Bây giờ chúng ta sẽ xem mà cho các bạn anh chị xem phía sau ha. Adam Audio Berlin Germany là của Đức mọi người ha. Một cái lỗ thoát hơi nè, số series và cái model. Ở đây á nó sẽ cho chúng ta cắt cái tần số 2 là có thể là cộng thêm 2 dB hoặc là về số 0 hoặc là trừ 2 dB đi. Đó, thường các bạn cứ để số 0, lô thì cũng vậy luôn. Lô cái giải lô các bạn cứ để số 0 và level là các bạn để ngay chỗ 0 á, 0 decibel nha mọi người nha. Anh Công vặn lên số 0 giùm em cái chỗ volume á. Số 0. Ok. Xéo này ha. Ok ok. Các bạn muốn tăng cái lực của công suất lớn hơn nữa, âm lượng lớn thì các bạn nhích lên, nhưng mà thường mình sẽ để 0. Ha, mình sẽ để 0. Và ok, ở đây nó sẽ có một cái công tắc nguồn ở đây. Mình chỉ sử dụng cơ bản là cái dây loa như thế này. Đây. Một đường kết nối loa thôi.
đây một cái loa như thế này, một cái jack, một cái đầu như thế này, chúng ta gắn vào đây. Và cái đầu còn lại thì mình sẽ ghim vào cái đường out của sao kẹt Focusrite. Anh cầm giúp em thao tác bên kia luôn nha. À, cái loa chép này không, còn cái màn loa bass nó bóng lên luôn. Mặc dù nó là 5 inch nhưng mà cái giá thành của nó có thể nó cao hơn luôn cái HS5 đó. Giá nó cao luôn hơn cả loa HS5 của Yamaha trên này. Rồi ok, bây giờ và bây giờ Hữu sẽ mời các bạn anh chị nghe thử cái âm thanh với cái cục sao kẹt Focusrite 22 và cặp loa Adam T5V mọi người nha. Ở đây Hữu test cái nhạc này là cái nhạc nhạc sống. Rồi lên nè. Số cao nó tới 25 kHz, nó sáng những cái chi tiết cái dải cao nó cao đó. Và đây là cái loa Đức có chất lượng là của châu Âu, là của nước Đức, thì cái người Đức á, sản xuất bất kể cái sản phẩm nào, ví dụ đồng hồ hay là xe hay là cả loa, cho ra một cái sản phẩm rất là ok. Adam Audio là một thương hiệu rất là nổi tiếng. Bây giờ mình sẽ thử cái nhạc nó sôi động hơn một xíu nha. À, nhạc xích kích đi, chúng ta sẽ thử Talking to the moon and I through the window in my room. There's no much I left to say, and I don't have the strength to fight. I feel that buổi đập hộp loa T5V T-Series, cái dòng T-Series của Adam Audio đến đây là hết. Thì chi tiết cái sản phẩm này Hữu có để trên website truyenhữu.com. Đây là một cái loa rất là chất lượng, Hữu nhắc lại, đến từ Đức, để các bạn sử dụng trong phòng thu thu âm mix nhạc ok. Tại vì với cái dải tần số lên tới 25 kHz, nó cho một cái tiếng rất là chi tiết để các bạn sử dụng để mix, cũng như là mọi người có điều kiện muốn nghe âm thanh để mà thưởng thức một cái không gian âm nhạc hay chất lượng, thì chúng ta có thể sử dụng loa này để nghe nhạc cũng không thành vấn đề gì. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video clip đập hộp cái sản phẩm T5V ngày hôm nay. Truyền Hữu và anh em cảm ơn các bạn anh chị đã ủng hộ thời gian vừa qua. Nhớ đăng ký kênh Truyền Hữu để đón xem những cái sản phẩm mới nhất mọi người nha. Bye bye, hẹn gặp lại. Dân.